có rất nhiều bạn làm caigo này hoặc là muốn sang caigo thì chủ yếu là để thi cái chứng chỉ quốc gia caigo và có được visa caigo. Vậy thì visa caigo nó có những cái lợi ích gì? Mình sẽ chia sẻ sau đây nhé. Thứ nhất, đó chính là các bạn được bảo lãnh vợ, chồng, con cái của các bạn sang Nhật nhé. Thứ hai, đó chính là các bạn có thể làm ở một cái dạng viện hormone, hormone Kygo á, với một cái mức lương cực kỳ cao, có thể nói là cao nhất đối với là các cái dạng viện khác luôn, ở cành Kygo luôn nữa. Thứ ba, đó chính là các bạn có thể làm thêm bay tồ, làm thêm một cái công việc Kygo nữa, làm ở ngoài á, một cái lọ, một cái viện khác. ngoài cái công việc chính, cái viện Kygo, cái công ty của bạn đang làm chính ở đây rồi, thì có thể làm ở thêm một cái viện khác nữa. Tiếp theo đó là các bạn có thể tự do về nước Các bạn có thể về Việt Nam Sau đó các bạn quay lại Về Việt Nam quay lại để làm này nọ Rất là thoải mái nhé Và cuối cùng đó là các bạn có thể xin lên vĩnh trú Mình nói ở đây chính là từ có thể thôi nha Còn cái vị xin được hay không Thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố nữa Và đó chính là lợi ích của Visa Caigo các bạn nhé Và mình là Tài Caigo Chia sẻ mọi thứ về Caigo